Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn khán thính giả quen thuộc của kênh Đình Tùng Media. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả các bạn phần 2 của bộ truyện Dâu Dầu của nữ tác giả Diễm My. Các bạn thân mến, ở phần 1 của bộ truyện thì Thảo, nhân vật nữ chính, đã phát hiện ra Quân, chồng của mình, gian díu cùng với em gái nuôi là Thùy. Liệu rằng Thảo sẽ làm gì để vạch trần họ? Và còn đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của Thảo là ai? Ngay bây giờ, xin được mời tất cả quý khán thính giả sẽ cùng đến với phần 2 của bộ truyện Dâu Dầu qua phần diễn đọc của anh Sa. Vì công ty tôi trái tuyến đường với cục cảnh sát nên tôi và Quân mỗi người một xe cho thuận tiện di chuyển. Quân vẫn trung thành với chiếc xe cũ. Tôi nhiều lần bảo anh đổi xe mới mà anh không chịu, cho rằng nó còn tốt thì không cần phí tiền. Tôi thì vẫn dùng chiếc ô tô mà ba mua cho lúc trước, cũng là chiếc xe mà sau này thành nơi dơ bẩn của hai con người khốn kiếp. Cái Thùy nó đã đi làm, nghe đâu công việc cũng hợp với nó, tầm 1-2 tuần nữa nó sẽ dọn đi. Biết vậy, tôi cũng mừng, chứ để lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy. Huống gì cái Thùy nó có ý với Quân thế kia, không can ngăn từ đầu, e lại sinh chuyện. Vốn dĩ họ đâu phải anh em ruột, nhưng tôi đâu ngờ cái lo sợ của tôi đã muộn màng, khi giữa bọn họ đã đi quá giới hạn từ lâu rồi. Đang ngồi làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn là một số lạ. Cẩn thận. Hai từ vẻn vẹn làm tôi có chút tò mò. Tôi nhanh chóng nhắn lại. Ai vậy? Một phút, hai phút, năm phút vẫn im lặng. Tôi nghĩ chắc là nhầm số rồi, nên tôi cũng bỏ qua, tiếp tục công việc của mình. Vì cuối tháng nên tôi ở lại xem doanh thu, các chỉ tiêu để báo cáo với ba. Tôi gọi về cho Quân ăn cơm trước, không cần chờ. Ừ, em cũng đừng gắng quá, bệnh lại tái phát. Em biết rồi, bye anh. Chiếc điện thoại chưa kịp tắt đã nghe cái Thùy cười khúc khích bên kia máy. Không biết anh em nó làm gì mà Thùy có vẻ vui lắm. Tôi vẫn để đấy, bật loa lên nghe tiếp. Anh Quân, lấy hộ em cái áo. Chết! Hình như Quân phát hiện ra tôi còn nghe, nên vội vàng tắt. Chỉ còn tiếng tuốt tuốt kéo dài. Tôi nóng, đầu nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất. Chả lẽ chúng nó đang tòm tem nhau tại nhà. Đóng gấp máy tính lại, tôi vơ chiếc túi xách nhanh chân xuống hầm lái xe. Giờ này mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài chiếc xe của bảo vệ. Lạ lùng thay, tôi có cảm giác như ai đi theo mình. Tôi bước chậm chậm, rồi bất ngờ quay lại, nhưng không gian im bặt. Một bóng người cũng không. Có chút khó hiểu, nhưng nhớ đến việc cần làm, tôi cũng gạt phăng nỗi sợ hãi, tiến về chiếc xe mà lao về nhà với vận tốc tên lửa. Lạy trời, đừng để những gì tôi nghĩ là sự thật. Tôi không dám đảm bảo giữ an toàn cho bọn chúng đâu. Thang máy đang bảo trì. Chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ? Tôi đành đi bằng thang bộ. Lên đến lầu 2, bỗng nghe rõ tiếng bước chân phía sau. Âm thanh rất gần. Tim tôi đập thình thịch, trống ngực liên hồi. Tôi cố trấn tĩnh cho rằng chỉ là ảo giác. Nhưng cái loại ảo giác ghê sợ này thật khiến người ta run rẩy. Cũng may vừa đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Phòng khách im bặt, bếp vắng tanh. Tôi nín thở vài giây sau đó, hít thở thật mạnh, rồi lên lầu. Từng bậc thang là từng bước nặng nề di chuyển. Đến cái phòng cái Thùy trước, tôi đưa tai vào nghe thử. Là giọng của Quân. Được rồi, anh ra nhé. Rồi, ra đi, mệt thật đấy.
Tôi đạp thật mạnh, cánh cửa tung ra trước sự ngỡ ngàng của Quân và Thùy. Tôi hét lên. Hai người làm gì vậy hả? Anh vừa sửa cái vòi nước cho cái Thùy. Em sao thế? Tôi định thần lại. Quần áo trên người Quân còn nguyên vẹn. Chiếc đầm ngủ của Thùy cũng chẳng có dấu hiệu gì nhăn nhúm. Em bảo phải ở lại làm thêm mà. Sao về nhanh thế? Sao? Em về sớm anh không vui à? Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ. Thôi, mình về phòng đi. Quân nắm tay kéo tôi về phía phòng. Ngoảnh lại thấy cái Thùy nó nhếch môi cười khó hiểu. Quân, lúc nãy... Em có vấn đề gì muốn nói à? Tại sao cái Thùy lại nhờ anh lấy áo? Sao anh lại vội vàng tắt máy? Có phải anh giấu em chuyện gì không? Quân bật cười, kéo cả thân người tôi vào lòng anh ngồi xuống giường. Cả cơ thể được bao trọn bởi vòng tay rắn chắc của Quân. Anh bẹo má tôi rồi nói. Em đang nghĩ gì vậy? Anh với cái Thùy là anh em mà. Anh xem nó là anh em, nhưng nó xem anh là anh yêu đấy. Không biết Quân không nhìn ra hay là giả ngốc nữa. Nhưng Thùy không phải em ruột anh. Quân khẽ chau đôi mày rậm lại, tay vẫn giữ ở eo tôi. Em biết từ khi nào? Không quan trọng. Quan trọng là sao anh giấu em? Hay hai người có khuất tất gì? Thảo, em đừng nghĩ vậy. Thật ra, anh và gia đình không nói vì anh sợ cái Thùy nó tổn thương. Bản thân nó rất tội nghiệp khi bị bỏ rơi từ nhỏ. Anh thương nó như em ruột, nên có lẽ đã gây cho em sự hiểu lầm. Nhưng em là vợ anh có thể giấu người khác trừ em chứ? Hay em không đủ quan trọng để anh nói chuyện gia đình? Kìa, thì coi như là lỗi của anh được chưa? Thôi, em vào tắm rửa đi, anh xuống nấu ăn trước. Nhìn theo tấm lưng người chồng khuất sau cánh cửa, tôi vẫn ngồi đấy, lòng thấy bất an lắm. Có điều gì đó khó giải thích. Trực giác như mách bảo Quân không hề đơn giản như tôi nghĩ. Quay sang túi xách lấy lọ thuốc ra uống một viên. Tầm một lúc thì cơn đau đầu cũng dịu hẳn. Tôi vào tắm rửa rồi xuống phụ Quân cơm tối. Chị Thảo, xem anh Quân em nấu ngon chưa này? Một câu của anh Quân, hai câu của anh Quân, làm tôi phát bực. Nếu như tôi không biết sự thật, không biết về cái mộng tưởng của nó, chắc sẽ vui vẻ mà trả lời. Đằng này chính mắt tôi đọc từng trang nhật ký nó viết, nhìn thấy từng câu chữ yêu thương nó ghi lại, thì làm sao tôi có thể dửng dưng như không được. Anh Quân của em giỏi nhỉ? Chứ sao? Thôi, hai chị em sắp xếp thức ăn ra đi. Anh làm nốt món này là ăn được rồi. Dạ. Ăn uống xong xuôi, tôi bê bát xuống rửa. Cái Thùy với Quân thì vào phòng để Quân giúp nó xem gì đó mà nó không hiểu. Khoảnh khắc tôi vừa bước lên. Ôi mẹ ơi! Quân ngồi trên ghế, còn cái Thùy đứng cạnh bên, khom người chỉ vào màn hình vi tính. Chiếc váy cổ rộng được dịp khoe trọn cặp ngực đẩy đà. Thi thoảng nó còn cố tình cọ cọ vào tay Quân nữa chứ. Nhìn mà máu muốn dồn lên tận não. Hai anh em đang xem gì vậy? Thùy giật mình, đứng thẳng người lên rồi nói. À, em nhờ anh Quân chút việc công ty ấy mà. Việc gì để chị giúp cho? Mấy cái này anh Quân không có rành bằng chị đâu. Phải không chồng? Ừ, để chị Thảo giải quyết đi. Chuyên môn chị ấy mà. Anh về phòng xem bóng đá. Quân đi, tôi ngồi vào vị trí của anh mà liếc mắt qua màn hình một lượt. Mấy cái này quá đơn giản, làm sao mà một sinh viên chuyên ngành kinh tế như nó mà không hiểu chứ? Sao? Không hiểu chỗ nào? Thôi, nãy giờ anh Quân nói em cũng hiểu rồi, chị về phòng đi. Con này giỡn mặt với chị à. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng với nó. Thùy, tốt nhất là dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn. Nó dương to đôi mắt kiểu ngây thơ vô số tội ấy. Chị nói gì vậy?
Không cần diễn nữa, tao biết tổng rồi. Trước kia mày yêu Quân ra sao tao không cần biết, nhưng giờ Quân đã có vợ, mày đừng làm mấy cái trò này, kém sang lắm em à. Trái lại với suy nghĩ của tôi, nó nhàn hạ ngồi xuống giường hỏi lại tôi. Thế nào là kém sang? Đọc trộm nhật ký của người khác chắc là sang nhỉ? Tôi nhìn nó nói tiếp. Chị tưởng tôi ngu đến mức để đấy cho chị vào xem à? Thảo à, chị còn kém lắm. Người như chị không đủ sức để chơi với tôi đâu. Trong lúc tôi còn sửng sốt với độ trơ trẽn của nó, thì nó bỗng nhiên làm đầu tóc rối bù, chộp lấy tay tôi, nắm vào tóc nó, miệng la trời. À, anh Quân ơi, cứu em! Chị Thảo buông em ra! Mày làm gì vậy? Mày bị điên hả? Anh Quân ơi! Càng nói nó càng nắm chặt hơn. Con này nó ăn gì mà khỏe thế không biết. Tôi vùng vẫy mãi chẳng ra. Đến lúc Quân nhào vô, nó mới bỏ tay ra mà gào thét. Anh cứu em, đau quá! Quân như bay mà lao vào xô tôi ra. Lực đẩy mạnh đến nỗi cả người tôi ngã nhào ra sau, đầu trúng vào mép bàn đau điếng. Thế nhưng anh vẫn không màng, liên tiếp hỏi nó. Em có sao không? Đau ở đâu? Nước mắt ở đâu mà cái thủy nó tuôn ra như mưa, thúc thích kể lể. Em không sao, chỉ hơi đau chút thôi. Anh Quân, em sợ lắm. Em có làm gì đâu mà chị Thảo lại nổi cơn ghen lên chứ. Anh nói đi, nói cho chị ấy biết đi. Tôi thầm thán phục. Đáng ra cái Thụy phải học sân khấu điện ảnh mới đúng chứ. Nó diễn đạt thế cơ mà. Thảo, rốt cuộc là em muốn sao mới vừa lòng đây? Anh đã nói giữa anh và Thụy không có gì. Sao em cứ cố chấp mà hành động lỗ mãng như vậy? Anh thất vọng về em quá. Thất vọng? Quân thất vọng khi thấy em gái mình bị thương. Còn tôi, một người vợ, mà anh chưa một lần đứng ra bên vực. Lỗ mãng? Tôi lỗ mãng chỗ nào? Anh thấy không? Hay chỉ nghe một phía từ nó? Chính mắt tôi thấy em còn chối. Thì nó làm gì mà năm lần bảy lượt em làm khó làm dễ nó hả? Nó tự biên tự diễn tôi đéo biết. Còn anh, bản thân là một cảnh sát đi tìm công lý cho người khác mà lại mù quáng trong chuyện gia đình. Anh nên dẹp quách cái nghề của mình đi để tránh làm khổ người khác. Em... Cái Thùy im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Anh chị đừng cãi nữa, em xin lỗi là được chứ gì. Chị Thảo, em có làm gì không vừa ý thì chị cứ nói, em nhất định sẽ sửa. Mày đừng giả vờ nữa, tao buồn nôn lắm. Thảo, em quá lắm rồi đó. Thùy, không cần phải xin lỗi, người nên xin lỗi là Thảo mới đúng. Buồn cười, xin lỗi nó, nằm mơ đi. Thảo, em đừng cứng đầu nữa. Một câu xin lỗi cho hành động của mình khó đến vậy sao? Tôi đứng dậy tiến đến gần cái Thùy sáng cho nó một bạt tai, hết lực rồi nhẹ nhàng nói. Chị xin lỗi, vậy được chưa? Khỏi phải nói cái Thùy nó há hốc, tia mắt nổi lên ngàn u ức nhưng không làm được gì, chỉ biết đưa tay lên ôm khuôn mặt mà tức tối. Quân quá bất ngờ trước hành động của tôi, mặt nóng bừng, lôi tôi sình sệch về phòng chốt cửa lại, xô mạnh tôi xuống giường. Sao? Đau lòng à? Anh muốn tôi xin lỗi nó mà. Thảo, em điên rồi, điên thật rồi. Đúng, tôi điên đấy. Tôi điên khi để mở gần miệng mèo. Tôi điên khi không hiểu gì nhà anh mà chấp nhận cưới. Tôi điên khi phải sống chung với một tên như anh. Cảm thấy không được thì giải tán. Quân nhảy lên giường, dùng tay bóp cổ đến độ tôi không thở nổi. Tôi cấm, cấm em nói chuyện kiểu đấy. Hoàng Quân tôi không phải món hàng mà em ưng thì chọn, chán là em vứt. Nhớ kỹ cho tôi. Mặt mày tôi giờ ửng đỏ vì thiếu oxy. Thấy vậy Quân mới chịu buông ra. Tôi ho sặc sụa. Nhưng vẫn gắng trả lời anh ta. Có giỏi thì giết tôi đi, cho các người tội nguyện. Em im đi, đừng để tôi mất bình tĩnh, khốn kiếp. Quân bỏ đi. Đêm ấy anh không về.
Lần đầu tiên kể từ lúc kết hôn, hai đứa giận nhau mà Quân như thế. Phải chăng lúc trước tôi quá vội vàng? 23 giờ, tôi vẫn chưa ngủ được. Điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn đến. Vẫn là số lúc nãy. Khách sạn Hoa Mai, đường XX. Tôi nhắn lại. Ai vậy? Rốt cuộc là muốn gì? Lần này thì họ rép lại. Muốn tốt cho cô. Chồng cô đang ở đó. Tôi gọi trực tiếp vào số đó nhưng lại thuê bao. Vài lần vẫn không liên lạc được. Bao nghi vấn xuất hiện. Nhưng tôi không khoanh vùng được là ai. Lần mò nhập số điện thoại đó lên Facebook thì phát hiện ra một nick lạ. Ảnh đại diện chỉ là một màu đen ngòm. Ngoài ra không có gì cả. Cơn đau đầu ập tới, lấy ngay viên thuốc uống vào. Tôi nhanh chóng buồn ngủ vì ngày hôm nay đã uống đến 2 lần. Tôi đang ở đâu? Sao nơi đây lại quen thế này? Từ xa có người phụ nữ trạc tuổi tôi, dáng vẻ cao ráo, tóc dài xõa xuống lưng, đôi mắt như sắp khóc, đang từng bước tiến đến gần. Thảo, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Chị là ai? Mạnh mẽ lên. Chị khóc, khóc nhiều lắm. Tôi lớ ngớ chưa biết làm sao thì nghe tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Đứa bé hôm trước. Nó, máu, máu. Tôi chới với giật mình tỉnh giấc. Thì ra là mơ. Mồ hôi nhễ nhại. Sao đứa bé ấy cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác? Nó và tôi có liên quan gì sao? Sau giấc mơ ấy tôi không tài nào ngủ lại được. Gương mặt đứa bé cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Lần mò điện thoại mới hơn 4 giờ sáng. Vệ sinh sạch sẽ tôi định bước xuống nhà. Ngang qua phòng cái thùy, đột nhiên tôi khựng lại. Tay vặn cửa mở ra. Cái thùy nó không có ở nhà. Giờ này nó đi đâu cơ chứ? Lòng bỗng thấy hoang mang khủng khiếp. Chả lẽ bọn chúng kéo nhau đi du hí? Không thể. Chẳng phải Quân luôn một mực phủ nhận mối quan hệ với cái thùy hay sao? Phải rồi. Địa chỉ khách sạn. Tôi có nên đến đó hay không? Nếu sự thật đúng như mình nghĩ, tôi sẽ làm gì? Lao vào mà đánh chúng nó ư? Tôi vứt hết lòng tự tôn cao ngạo mà vào phòng thay đồ. Tôi sẽ đến đó. Không thể sống trong hồi hộp suy diễn nữa. Theo địa chỉ trong tin nhắn, tôi lái xe đến địa điểm. Một khách sạn nhỏ nằm trong con hẻm. Cái ánh đèn chớp nhá của bảng hiệu trông thật khó chịu. Hay vì lòng tôi vốn dĩ chẳng vui. Tôi bước vào. Cô tiếp tân vui vẻ chào. Chào chị đặt phòng mà. À, chị đặt một phòng. Chị muốn phòng thường hay phòng VIP? Phòng đơn hay phòng đôi ạ? Theo tôi suy nghĩ, nếu Quân ở đây, chắc anh sẽ chọn một phòng thường. Nên tôi cũng chọn như vậy để tiện theo dõi. Thường thôi em. Dạ vâng, chị vui lòng cho em xem chứng minh. Đây. Chìa khóa của chị, phòng 102 chị nhé. Em gái này, qua giờ có khách nào tên Trần Hoàng Quân thuê phòng không em? Xin lỗi chị, tụi em không được tiết lộ danh tính khách hàng, mong chị thông cảm. Tôi mở túi móc 2 tờ 500, dúi vào tay nó, nhẹ nhàng bảo. Em xem giúp chị với, tụi chị đang giận nhau. Em nói số phòng cho chị biết, để chị lên làm hòa. Vợ chồng giận như ăn cơm bữa ý mà. Dạ, em... Yên tâm, chị không có ý gì đâu, giúp chị đi. Con bé có vẻ phân vân lắm. Tôi chút vài câu nữa nó cũng bỏ tiền vào túi rồi cho tôi biết số phòng của Quân. Cảm ơn em nhé. Đứng trước phòng Quân, tôi gõ cửa. Không ai mở. Kiên trì thêm vài lần thì nghe tiếng ngái ngủ của Quân. Ai vậy? Tôi không trả lời, tay liên tục gõ. Cánh cửa bật ra kèm theo sự bật dọc. Có chuyện gì? Hình như Quân bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Miệng ú ớ. Em... Đẩy Quân sang một bên,
tôi tiến vào bên trong tìm kiếm. Từ chỗ ngủ đến nhà tắm đều không có ai. Em tìm cái gì vậy? Giờ này không ở nhà ngủ còn chạy lung tung. Quân nắm lấy khuỷu tay tôi mà kéo lại, đối diện với anh ta. Thảo, nghe anh hỏi không? Nó đâu? Nó nào? Em không thấy anh đang ngủ một mình à? Tôi hỏi anh lần cuối, nó đâu? Em lại lên cơn gì nữa đây? Anh mệt mỏi lắm rồi, em về trước đi. Tôi chỉ tay vào vỏ bao cao su còn vất vưởng dưới nền gạch. Cái đó là gì? Quân hơi luống cuống giải thích. Chắc của khách trước, họ chưa kịp dọn. Vô lý, khách trả phòng họ lập tức vào vệ sinh ngay, không thể nào không thấy nó được. Quân, anh đang lừa dối tôi đúng không? Anh không có. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, anh dám nói anh chưa làm gì có lỗi với tôi đi. Quân gắt lên. Thôi đi, em nói đủ chưa? Của tôi đấy thì sao? Em không đáp ứng đủ thì tôi phải tìm bên ngoài chứ. Tôi ngỡ ngàng tột độ. Đấy là những lời nói của chồng tôi sao? Của người đi tìm lẽ phải cho dân đó sao? Tôi cười chua chát. Từ khi nào tôi không đáp ứng đủ cho anh? Còn hỏi, suốt ngày bận bận, ban đêm cũng ôm máy tính làm việc tới khuya. Em có thấy ai mới lấy vợ mà một tuần mới được đụng một lần không? Thì ra là vậy. Thì ra là do tôi quá ôm đồm công việc. Tôi cứ ngỡ như vậy là được. Đâu biết nhu cầu của Quân cao đến thế. Sao anh không nói? Nói? Nói thế nào? Làm vợ mà vấn đề đơn giản ấy cũng không nắm được. Hình ảnh chàng trai chiều mưa năm nào hoàn toàn sụp đổ. Trái tim thoáng đập chậm vài nhịp. Cuộc sống hôn nhân bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Người quân nhân tốt bụng dưới nắng chiều trên bảng bỗng hóa thành người chồng tệ bạc. Ấy vậy mà tôi không khóc. Giọng nói càng đanh thép hơn. Anh với ai? Không quan trọng. Với cái Thùy sao? Đừng lôi em ấy vào được không? Thùy không làm gì sai cả. Hóa ra ngủ với chồng người khác là đúng. Hóa ra tôi thành kẻ sai khi không phục vụ tốt cho chồng. Quân vẫn ngồi đấy, không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở của cả hai đang lên xuống nơi lồng ngực. Tôi phải làm sao? Im lặng mà chấp nhận thay đổi, hay lật tẩy bộ mặt của hai con người đốn mạc này? Con người ta thường có lần đầu, sẽ có lần sau. Đời nào ăn vụng một lần mà đi dừng lại. Coi như tôi cá cược cuộc đời mình vào ván bài cuối, cố giữ một chút niềm tin còn len lói trong lòng. Quân, không để anh thỏa mãn là lỗi của em. Em bỏ qua chuyện này, chúng ta sẽ vì nhau mà thay đổi. Nhưng em mong chuyện hôm nay không lặp lại lần nữa. Nếu không, đó là lỗi của anh. Về thôi. Tôi nhìn ra sâu thẳm trong mắt Quân sự bỡ ngỡ, pha lẫn tò mò. Cũng đúng, với tính cách tôi bình thường, chắc tôi sẽ làm ầm lên, chứ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng suy cho cùng, vợ chồng nào mà không xích mích, xô xát, thôi thì cho họ cũng như cho mình một cơ hội. Sao? Anh không định về à? Về, về chứ. Đợi anh một chút. Quân vào vệ sinh gấp rút rồi cùng tôi ra về. Bé tiếp tân thấy thế nhìn tôi che miệng cười. Tôi miễn cưỡng lịch sự đáp lại. Đến nhà, Quân đi đậu xe, còn tôi lên nhà trước. Cái Thùy nó về khi nào, đang vắt chéo chân, ngồi trên sofa nhìn tôi mà hỏi. Sao? Chậm một bước rồi à? Mày! Tôi sao? Vốn định cho chị thấy vài cảnh nóng, nhưng Quân vẫn tốt chán, bảo tôi về trước. Nếu không chị được dịp mở mang tầm mắt rồi nhở? Chị Thảo. Đúng thật là mày đã ngủ với Quân đêm qua. Không phải đêm qua, mà còn nhiều đêm trước nữa. Trước khi trách người khác thì nên trách mình ngu dại. Con nhà giàu, xinh đẹp, học cao,
vẫn thua dưới tay tôi thôi. Mày muốn gì? Cứ nói thẳng đi. Tất nhiên, tôi muốn. Lời cái Thùy chưa dứt, thì Quân bước vào. Nó chuyển chủ đề ngay. Anh về rồi, vào ăn sáng đi, em làm xong hết rồi đấy. Ngó sang cái mặt căng căng láo láo của nó, tôi tiếc không đánh được vài cái chỗ hả dạ. Người đâu mà lật mặt như bánh tráng. Thùy này, việc em ổn rồi. Chị tìm cho em một chỗ ở nhé. Quân nghe thế liền ý kiến. Nó mới làm chưa được tháng. Hay để ổn định rồi hãy chuyển. Nhà mình cũng rộng mà. Cái Thùy có vẻ thích thú lắm. Chân nó để dưới gầm bàn ve vuốt lên chân Quân. Tôi thấy hết. Chỉ là xem thái độ Quân thế nào thôi. Chắc Quân cũng sợ nên luồn tay xuống xô chân nó ra. Nó sụ mặt nói. Từ từ em chuyển, chị làm gì mà đuổi như đuổi tà vậy? Chắc phải gọi về cho mẹ biết, con dâu quý hóa của mẹ đối xử với em chồng kiểu này đây. Đúng là. Quân la nó. Thùy, ăn đi, nói nhiều quá rồi đó. Anh cứ để Thùy nói. Chị thế nào Thùy nhỉ? Chị nhớ từ đó tới giờ mình chưa xài đồ chung với ai, nhất là cái quần lót. Ghê lắm Thùy ạ. Nhưng thôi. Nếu thích, chị bố thí cho mà xài vậy. Chị! Nó đứng lên đá chân vào ghế rồi ngoe ngoảy về phòng, để lại cho tôi ánh nhìn lửa đạn. Cảm tưởng nó muốn giết tôi ngay. Em nặng lời quá rồi đó Thảo. Quá? Quá là quá thế nào? Đừng tưởng tôi bỏ qua mà mặc tình làm loạn. Anh muốn an ổn thì nhanh đưa nó khuất mắt tôi. Nói xong tôi cũng bỏ lên phòng, chuẩn bị đi làm. Đầu tưởng tượng ra cảnh Quân ân ái cùng nó mà muốn phát tiết. Có lẽ sự tình yêu tôi dành cho Quân từ đây đã hết. Chỉ còn là chút mong manh như làn khói trắng. Thấy đó nhưng tan biến đó. Tại công ty. Cốc cốc. Nguyên gõ gõ vào bàn làm việc, tôi mới sực tỉnh. Anh Nguyên. Nghĩ gì mà tập trung vậy? Không có gì, chút việc riêng thôi. Anh tìm em có gì sao? Đầu giờ chiều có lịch tham quan dự án mới. Em có đi không để anh sắp xếp? Ở đâu vậy anh? Vũng Tàu. Xa vậy à? Thế về trong ngày hay sao anh? Không, sẽ ở lại một đêm. Vì còn phải khảo sát xung quanh và ký một số giấy tờ nữa. Cũng được, chiều gặp. Ừ. Chào em. Nguyên là bạn thân của Minh, là người chứng kiến ngày tôi tiễn anh về miền đất lạnh. Cũng là người đã bên tôi những lúc đau khổ quằn quại, những lúc tưởng chừng gục ngã. Nguyên âm thầm dõi theo tôi những năm tháng dài đăng đẳng, nhưng tôi vô tình xem anh như người anh trai, đồng hành trong cuộc sống. Đâu biết rằng, anh đã trao cho tôi một mối tình sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm. Thanh xuân của người con gái tôi gói gọn ở hai từ khắc minh. Thanh xuân đã mất, đời tôi cũng vì thế trở nên vô vị. Gặp Quân, một chàng trai thành thật, không ngại nắng mưa, hì hục giúp đồng bào làm biết bao việc. Đâu thể nào lường được, những việc ấy là phần nào chuộc lại lỗi lầm, không bao giờ tha thứ của anh ta. Lòng dạ con người là thứ mà ta không thể nhìn thấu, nó tốt hay đẹp. Chỉ chờ thời gian phân định. Mới ngày nào còn anh em, chồng chồng, vợ vợ. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ còn sự ghê tởm, xót xa. Bạn cho rằng tôi tha thứ cho Quân là ngu ngốc? Có thể. Nhưng bác trên kệ còn khua. Hôn nhân nào mà không sóng gió? Đấy, chính cái suy nghĩ đấy đã để tôi mọc cái sừng càng lúc càng dài. Tôi về nhà chuẩn bị hành lý rồi nhắn tin cho Quân biết chuyến đi. Một giờ chiều, Nguyên lái xe đến chung cư đón tôi. Chỉ có em và anh à? Đáng ra có trợ lý của anh đi nữa, nhưng con chị ấy ốm nên đã xin phép nghỉ. Chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện, kể về ngày xưa, những kỷ niệm mà cả ba đã từng vui vẻ.
Thảo, em có hạnh phúc không? Câu hỏi của Nguyên như xoáy vào nỗi đau chưa kịp lành lặn, như nắng cháy giữa ngày nắng hạn. Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn xuyên qua cửa kính. Trời trong xanh, sao thấy lòng mình mù mịt? Hỏi lại Nguyên. Thế nào là hạnh phúc? Anh định nghĩa được không? Với anh, hạnh phúc chính là thấy cô ấy vui vẻ, thấy nụ cười cô ấy luôn tỏa nắng. Chỉ cần là cô ấy, anh đã hạnh phúc. Nguyên, anh có bạn gái rồi à? Sao không giới thiệu cho em biết? Cũng không thể nói là bạn gái. Tình cảm chỉ từ phía anh thôi. Cô ấy không biết. Tôi di chuyển đôi mắt về Nguyên thắc mắc. Anh yêu đơn phương sao? Nguyên gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vẫn như ngày xưa, vẫn điềm đạm, vẫn mang vẻ đẹp lai tây hút hồn bao cô gái. Khí chất của anh không lẫn vào đâu được. Có chăng thêm phần chín chắn của người đàn ông thành đạt. Cô nào mà may mắn lọt vào mắt anh vậy? Em hỏi làm gì? Để ngưỡng mộ, xem cô ấy là người thế nào mà lấy được trái tim của anh già nhà em đây. Cả tôi và Nguyên đều bật cười. Tôi hay ghẹo anh là anh già. 30 tuổi đầu mà chả thấy bạn gái. Suốt ngày đi sớm về khuya một mình. Khoảng 3 tiếng thì đến khách sạn đã được Nguyên đặt trước. Một nhà hàng kim khách sạn nằm hướng ra biển. Đứng trong phòng có thể nhìn thấy những cơn sóng dập dờn vào bãi cát. Gió biển lùa vào, mang hơi vị mặn đặc trưng ở nơi đây. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi cùng Nguyên đến công trình. Em thấy nơi này thế nào Thảo? Được đấy anh, em cũng muốn có một ngôi nhà ở đây. Chiều chiều được ra biển hóng gió thì tuyệt vời anh nhỉ? Câu nói bâng quơ của tôi khi ấy lại khiến một người để ý, lưu tâm, rồi âm thầm thực hiện. Bởi thế đừng yêu qua những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm cho bạn. Người yêu bạn sẽ đau khi nước mắt bạn rơi, lặng lẽ lau đi hết. Người không yêu, họ chỉ bảo bạn đừng khóc nữa, rồi quay gót đi. Sau một hồi thị sát, chúng tôi lại về khách sạn ăn uống. Anh bóc cho tôi từng con tôm, con cua, tỉ mỉ gỡ từng miếng cá nhỏ. Tôi hiển nhiên xem đó là bình thường, vì bao năm nay anh vẫn làm thế, tận tình chăm sóc, kể cả lúc tôi ốm đau bệnh tật. Ngẫm lại chợt thấy mình ngốc nghếch, chả ai dành cả quãng đường dài bên bạn, không danh, không phận. Mặt trời vừa rút, hoàng hôn dần buông xuống. Tôi cùng Nguyên đi dạo giữa mênh mông sóng biển. Tiếng gió thổi rì rào xen lẫn âm vang của từng ngọn sóng. Có vài đôi tình nhân khoác tay nhau, đầy âu yếm lướt qua. Tôi mặc chiếc maxi vàng nhạt, cơn gió mạnh thổi ngược, làm tung bay từng sợi thương, sợi nhớ ra sau. Vài sợi phất phơ vào mặt Nguyên. Anh vẫn thế, vẫn giữ thói quen đứng sau lưng tôi. Anh bảo như thế, dù chuyện gì thì vẫn có anh giang tay che chở. Thảo, nếu một ngày em thấy mệt, hãy tìm anh. Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt trầm tư nhìn ra đại dương, gương mặt hoàn mỹ những ưu tư sầu muộn. Sao anh lại nói vậy? Em vẫn ổn mà. Ừ. Nguyên, anh có tâm sự sao? Nói với em được không? Mình uống một chút gì nhé Thảo? Cũng được. Chúng tôi đi đến một quán gần đó, gọi chai rượu với ít thức ăn. Nguyên rót đầy 3 ly rượu, một ly cho anh, một ly cho tôi. Ly còn lại, cho Minh. Minh, uống với tao nhé. Tiếp đến ly thứ hai, thứ ba và nhiều ly khác nữa. Nguyên uống. Lần đầu tôi thấy anh uống nhiều như vậy. Hai chai rượu dần dần vơi cạn mà anh chẳng nói gì. Tôi can. Nguyên, đừng uống nữa, sẽ say đó. Say. Thật sự anh rất muốn say. Say để quên hết, không bận tâm đến nữa. Em cũng uống đi Thảo. Không,
mình về thôi. Cô ơi, tính tiền. Nguyên say, bước đi chẳng còn thẳng lối. Tôi chặn tay anh qua cổ rồi dìu về khách sạn. May mà được chú bảo vệ đỡ giúp đến phòng. Tôi cũng ngà ngà say, nhưng vẫn còn tỉnh táo đi lấy khăn lau mặt cho Nguyên. Anh lè nhè, chộp lấy tay tôi. Anh yêu em, yêu em. Nguyên, em là Thảo, buông em ra. Yêu em. Tay anh vẫn giữ chặt tay tôi đến lúc tôi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của anh mới từ từ thu tay lại, rồi cũng về phòng mình. Tôi ngã người xuống giường, ngước lên trần, nghĩ về Quân. Giờ này anh ta đang làm gì? Còn cái Thùy nữa, không biết có giở trò gì không? Lấy điện thoại bấm vào số Quân. Anh ta nhanh chóng nghe máy. Anh đây. Anh đang làm gì? Anh đang xem lại mấy vụ án cũ. Em chưa ngủ hả? Em định ngủ. Ừ, em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Bạn biết vì sao tôi dám để bọn chúng ở nhà không? Vì tôi muốn biết, rốt cuộc Quân có thật sự sẽ thay đổi, hay chỉ những lời nói suông giả dối. Trước khi đi, tôi đã bí mật gắn camera toàn bộ ngóc ngách trong nhà. Quân sẽ không bao giờ ngờ được. Nhìn vào màn hình điện thoại được kết nối với camera, đầu tiên là phòng khách, không có ai cả. Đến phòng cái Thùy, cũng chẳng thấy nó đâu. Tôi run run xem đến phòng mình. Đúng là Quân đang làm việc. Vậy cái Thùy đâu? Đang ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ, thì thấp thoáng cái dáng của nó từ phòng tắm của tôi đi ra. Trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn mỏng. Nó đến chỗ Quân, đứng nũng nịu. Không biết nói gì với nhau mà nó có vẻ giận dỗi, rồi xà vào lòng Quân ôm lấy ôm để. Hình như Quân quát nó, xô nó ra, nhưng nó chai lì cứ nằm phơi thây trên giường, vứt luôn chiếc khăn ra khỏi cơ thể. Tôi hít thở, đợi chờ phản ứng của Quân. Vài phút trôi qua, mà Quân không màng chi đến nó, cắm cúi vào giấy tờ. Nhưng đời nào mà cái Thùy chấp nhận? Nó ngồi dậy, ve vuốt lưng Quân, ngón tay điêu luyện lần mò lên eo, rồi lên cổ, rồi ra lòng ngực. Đôi môi tìm lên vành tai mà hôn hít. Đúng là anh hùng, làm sao qua được ải mỹ nhân. Huống chi miếng mồi ngon thế này, những động tác kích thích của nó làm Quân không chịu được. Quay lại mà đáp trả. Hai con người trần như nhộng, bắt đầu cuộc hoang lạc. Những hình ảnh sống động quay rõ trước mặt, mà sao tôi mắt dần mờ nhạt. Dòng lệ mặn đắng chảy xuống. Tôi khóc cho cuộc tình chưa kịp nở rộ, đã vội lụi tàn. Khóc cho bản thân mình chưa trọn ngày hạnh phúc, đã muốn chia ly. Có phải ván bài này, tôi đã thua thê thảm? Màn hình vẫn sáng, hai nhân vật chính vẫn háo hức nhập cuộc. Cái Thùy khá thuần thục trong chuyện đó. Nó chủ động bao nhiêu tư thế, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Những kiểu mà tôi với Quân chưa bao giờ trải qua. Gương mặt dâm đãng đầy thỏa mãn của nó làm tôi chỉ muốn đấm vài cái. À không, phải xử luôn cái thằng chồng khốn nạn của tôi nữa chứ. Không để chúng ung dung tự tại như vậy được. Lau đi giọt nước mắt không xứng đáng. Tôi nhủ lòng mình phải bình tĩnh để xử lý hai thứ rác rưởi đó. Lưu lại đoạn video vào hộp thư mật. Tôi sẽ làm cho Quân thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi. Xong xuôi tôi nằm xuống ngủ, men rượu đưa vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thảo, bản mường, bản mường. Chị là ai? Bản mường, nhớ kỹ. Nhìn kỹ chị ấy mặc trang phục của người dân tộc, nhưng tôi không rõ đó là dân tộc nào. Mắt chị ấy như ngấn lệ, bàn tay vuốt mái tóc của tôi. Tội nghiệp em, tội nghiệp. Kỳ thực tôi không hề sợ, trái lại còn vòng tay ra ôm chị, nhưng không được. Tôi lặp lại nhiều lần như thế nhưng đều vô dụng. Đừng phí sức nữa, chị chỉ là hồn ma bóng quế, chết oan ức.
Tiếng khóc của chị như thấu tận trời cao, âm sắc mang bi thương, tuyệt vọng, đau khổ. Cốc cốc. Thảo ơi, dậy chưa? Thảo ơi! Tiếng gọi của Nguyên làm tôi thức giấc, tai vẫn còn vang vọng giọng của chị ấy. Bản Mường, đến Bản Mường. Thảo ơi! Em nghe rồi, đợi em tí. Tôi cột tóc gọn gàng lại, rồi ra mở cửa cho Nguyên. Gì vậy anh? Còn sớm mà. Tại anh gọi nhắn tin gì em cũng không thấy trả lời, nên anh lo, mới qua xem sao. Tôi cười. Em lớn rồi mà, đâu phải trẻ con nữa chứ. Nhưng với anh, em mãi là nàng công chúa nhỏ. Một câu nói tưởng chừng bình thường, tự dưng má tôi lại ửng hồng, có chút e ngại mà nói với Nguyên. Anh này khéo đùa. Em vào thay đồ đi, rồi mình đi ngắm bình minh. Trời, anh cũng sến sẩm dữ. Anh vào ngồi đi, em chuẩn bị nhanh thôi. Tôi mở tủ lấy ra chiếc váy rồi vào nhà tắm sửa soạn, trang điểm nhẹ, một chút hồng hồng cho đôi má hay hay. Bình minh thật tuyệt. Mặt trời từ từ ló dạng lên mặt biển phẳng lặng. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt nước rất đẹp mắt. Đột nhiên Nguyên để đầu tôi lên vai anh, thản nhiên nói. Truyền thuyết kể lại, nếu như cùng ai ngắm bình minh trên biển, sẽ được bên nhau suốt cuộc đời, vượt qua hết mọi sóng gió. Nhưng em với anh... Lúc này Nguyên xoay người tôi lại đối diện với anh, hai thân thể áp sát đến mức nghe rõ tim anh đang đập rất mạnh. Thảo, em thật sự rất vô tình. Nguyên, anh nói gì em không hiểu. 10 năm. 10 năm chẳng đủ để em nhận ra tâm tư của anh sao? Em... Anh yêu em. Trong lúc tôi còn trưng mắt ngơ ngác ra, thì anh đã cúi xuống mà hôn đôi môi mềm mại. Tôi há hốc chưa hiểu chuyện gì, thì vô tình mở đường cho chiếc lưỡi ướt át của anh thâm nhập vào trong. Đầu lưỡi từng chút mà khám phá, bàn tay rắn chắc càng kéo chặt thân người tôi lại. Hoảng hốt, nhận thức được tôi vội đẩy Nguyên ra, lùi lại vài bước. Nguyên, anh... Có lẽ Nguyên cũng thấy hành động bồng bột của mình, nên nói. Thảo, xin lỗi, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em về trước đây. Tôi toan bước đi thì đã bị cánh tay của anh giữ lại. Thảo, anh... Nguyên, em chỉ xem như anh trai. 10 năm trước cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy. Xin anh đừng làm em khó xử. Thảo, 10 năm trước là anh chậm một lời tỏ tình. 10 năm sau anh không ngại sẽ nói lần nữa. Kịp sao? Em đã có gia đình, tình cảm đã hướng về người khác. Tay Nguyên từ từ buông lơi, cảm nhận luồng khí có lẽ từ người anh phát ra lạnh lẽo, giọng anh trùng xuống. Vẫn câu nói, anh sẽ chờ. Chỉ cần là em, anh sẽ đợi. Tôi bỏ chạy. Chạy một đoạn rất xa mới dừng lại. Ôm trái tim vẫn còn đập liên hồi mà bần thần ngây ngất. Nguyên yêu tôi sao? Người con gái mà anh úp mở bấy lâu. Người để anh ôm mộng đơn phương là tôi sao? Chừng ấy năm quen nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Luôn ngỡ anh coi mình như em gái hoặc bạn thân. Chưa lần nào tôi nghĩ tim anh đặt hướng ở mình. Tôi lang thang dọc theo bờ biển. Đôi chân trần chạm lên từng hạt cát mịn. Lòng ngổn ngang bao thứ. Cuối cùng cũng về khách sạn. Nguyên đang đứng trước phòng tôi. Anh dựa lưng vào bức tường. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Có vẻ gì đó rất mệt. Nghe bước chân, anh liền mở mắt. Thảo! Em hơi mệt, muốn ngủ một chút. Anh đi khảo sát đi, khi nào về thì gọi em. Để anh đưa em đi ăn sáng. Em không đói. Nói đoạn tôi vào phòng, tay kéo cửa lại. Nhưng Nguyên vẫn nhanh hơn, lách cả người vào trong.
Thảo, đừng lạnh nhạt như vậy. Anh rất đau lòng. Cứ như bình thường được không em? Bình thường? Anh bảo em làm sao bình thường? Bao năm chơi với nhau, đùng một cái anh nói anh yêu em. Sớm không nói, muộn không nói, lại ngay thời điểm này. Anh có biết ruột gan em đang héo úa không hả? Tôi hét lên, lời nói có phần lạc điệu. Anh biết, biết hết, biết hôn nhân em không hạnh phúc. Chỉ cần em đồng ý, cứ đứng đó, anh sẽ bước đến bên em, được không? Tôi lắc đầu. Không thể, anh đừng cố chấp nữa. Anh xứng đáng gặp một cô gái tốt hơn em, hoàn hảo hơn em. Chúng ta đừng cố bước qua ranh giới nữa. Hãy cứ như thời khắc ban đầu đi anh. Thảo, 10 năm trước anh gặp em dưới sân trường mùa hạ. Cô gái với mái tóc ngang lưng đã làm trái tim anh xao xuyến. 10 năm sau, vẫn là cô gái đó lưu giữ từng nhịp đập của anh. Em nói như ban đầu anh đã yêu em rồi. Nghe đến đó khuôn mặt tôi đã đầy nước. Giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi xuống, đôi môi tiếp ngay vị mặn chát. Sao từ đầu anh không nói? Sao lúc Minh mất anh vẫn im lặng? Để giờ khi em đã là hoa có chủ, chim đã vào lòng anh mới tỏ bày. Nguyên, đã muộn rồi. Dứt lời tôi thấy mình chao đảo, cơ thể mềm nhũn, vô thức mà ngã xuống. Thảo, Thảo! Tôi nghe đến đấy thì ngất liệm. Tôi tỉnh dậy, mùi thuốc, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Từ nhỏ tôi vốn dị ứng những nơi này, nên thường có một bác sĩ riêng. Thảo, em tỉnh rồi. Nguyên, sao em lại ở đây? Anh có vẻ ngập ngừng. Em bị ngất do động thai. Động thai? Tôi có thai sao? Anh nói gì? Em có thai? Nguyên ngạc nhiên. Em không biết mình có thai sao? Bác sĩ nói đã được 6 tuần, có tim thai rồi, nhưng tâm lý em không ổn định, dẫn đến suy nhược. Bàn tay theo quán tính mà sờ lên chiếc bụng phẳng lì, nước mắt theo đó mà tuôn xuống. Em được làm mẹ rồi hả Nguyên? Anh ngồi ở mép giường, âu yếm nhìn tôi rồi nói. Ừ, em đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến đứa bé. Cần nghỉ ngơi nhiều. Để anh đi mua cháo cho em. Nguyên đi, chỉ còn một mình tôi. Đầu óc phút chốc chẳng biết đang nghĩ gì. Nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười? Đứa bé không có lỗi. Lỗi ở thời điểm nó xuất hiện. Tôi không giữ cho nó một gia đình toàn vẹn. Tiếng lạch cạch. Nguyên về. Anh để bát cháo lên bàn rồi đỡ tôi dậy. Từ từ thôi, để anh đuốc em. Em tự ăn được mà. Được sao mà được. Em cử động nhiều sẽ lệch kim truyền đấy. Ngoan đi. Nếu là trước kia tôi sẽ ngoan ngoãn để anh chăm sóc. Nhưng nghĩ đến tình cảm anh dành cho mình, tôi có chút ngượng ngùng. Nào, há miệng ra. Nguyên cẩn thận thổi từng muỗng cháo nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng tôi một cách chậm rãi. Nhìn cái cách anh làm đúng là làm người khác có chút ấm áp. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những điều này. Chợt thấy thương anh. Thương sự kiên trì nhẫn nhịn, bỏ cả một quá trình dài để đeo đuổi một người chưa từng đặt anh trong tâm trí. Nguyên, điện thoại của em đâu? Anh đang giữ. Nhưng em còn chưa khỏe hẳn, cứ nghĩ thêm, công việc để anh lo. Tôi nhoẻn miệng cười. Được, giao cho anh, nhưng em muốn anh giúp em một việc. Việc gì? Anh liên hệ với Thứ trưởng Bộ Công an nơi quân làm giúp em, sau đó điều tra về cái Thùy em chồng của em. Tất cả mọi việc của nó, từ công việc đến đời sống, rồi gửi qua mail cho em. Thảo, em định làm gì? Cứ làm như những gì em nói, em tự khắc tính toán. Ok, em nằm xuống đi, có gì thì gọi. Anh qua bàn coi lại giấy tờ một chút. Anh làm đi.
Tôi quay mặt vào tường, đáy mắt lóe lên niềm uất hận. Quân, là anh tự tay vứt bỏ mái ấm này. Đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ sớm cho anh và con Thùy tọa nguyện. Hôm sau, tôi được bác sĩ cho về, cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà tôi bật khóc. Một đốm đen nhỏ xinh, là con tôi đó. Không biết là gái hay trai, nhưng nhất định tôi sẽ tự tay nuôi dạy nó nên người. Chúng tôi về thẳng thành phố. Đột nhiên tôi nhớ về những giấc mơ, thắc mắc hỏi Nguyên. Anh Nguyên, anh tin trên đời này có ma không? Anh bật cười. Thảo, em ám ảnh bộ phim nào à? Không, em hỏi thật. Dạo gần đây em hay thấy một phụ nữ và một đứa bé. Họ bảo em đến bản Mường. Em nói thật? Thật, em thấy mấy lần rồi. Chị ấy mặc trang phục người dân tộc, còn đứa bé rất đáng sợ. Nó cứ liên tục đòi ba. Người nó thì đầy máu. Mỗi lần thấy nó là em không tài nào ngủ được nữa. Bản Mường là một tỉnh miền núi. Ở đó chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống. À phải rồi, là nơi mà có lần công ty mình đi từ thiện đấy. Đợt đó anh ốm nên không đi được. Em còn chụp hình gửi cho xem đấy. Quên rồi hả? Nghe Nguyên nói tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Có phải là nơi tôi đã gặp Quân không? Có phải là cái bản mà Quân bắt cầu qua suối không? Nếu đúng là như vậy, thì chị ấy là người ở đấy rồi. Nhưng tại sao lại bảo tôi lên đó? Còn đứa bé gọi chị bằng mẹ, sao cứ một mực đòi ba từ tôi? Rốt cuộc là sao? Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Dâu Dọ. Các bạn cảm thấy bộ truyện này như thế nào? Riêng anh Sa thì trong quá trình đọc thì không ngừng bị lôi cuốn bởi những tình tiết của bộ truyện. Và chắc chắn rằng ở những tập tiếp theo, bộ truyện này sẽ mang chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn sắp tới của bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube Đình Tùng Media. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.